Thôi, Nguyễn Hữu Toàn xạo nữa. Xạo quá, hay xạo quá. Coi trước đã cái hũ coi Chim Đơ xuống kim cương 3. Coi Chim Đơ chỉ có đánh hay hơn, không thể nào đánh tệ hơn được. Đánh tệ hơn là do mấy ông coi không tới, mấy ông coi cho vui. Em đánh mấy gặp mấy kèo khắc chế, gặp mấy kèo cấu máu khó chịu quá, anh phải làm sao để khắc chế à? Đây xem stream của anh nè, đây kèo này nó bốc khó chịu chưa? Cứ là khó chịu đúng không? Nhưng mà anh cầm thì nó khác. Ờ, và gánh này lên nắp. Anh chỉ em lần thôi, làm sao để đánh với kèo ốc. Nó là vậy đó. Ok là Google đánh khó chịu quá. DAD hay, đi sub hay nữa. Lý thuyết là vậy, còn vô găng lao lên là enemy double kill. Đó, vậy là coi stream chưa tới đó. Coi stream là phải coi thêm video nữa. Xong rồi học coi kiểu đơ, kiểu nó hay nói gì. Nó có mấy cái trích gì á, phải học đầy đủ á, nó mới được. Trời, người ta mấy ông hả, mấy ông mới chơi à, mấy ông đòi đánh hay như tôi. Trong khi tôi chơi cái game này 10 năm rồi, thời gian mấy ông đi ngủ rồi tôi vẫn chơi mà. Mấy ông đòi bằng tôi sao được, mấy ông gần gần bằng thôi. Giờ ví dụ giờ mấy ông đi tập game đi, mấy ông tập 3 năm. Được 6 múi, kiểu 6 múi đẹp á. Xong cái tự nhiên có một thằng kia nó mới tập game có 2 tháng á được. Nhưng mấy ông trời, cái đó mấy ông tập đầu cái gói luôn á. Đúng không? Vì mới có giá của nó cả. Muốn đánh hay gì người ta phải bỏ ra bao nhiêu công sức người ta tập luyện à. Phải dần dưỡng mới được. Rồi quay nè. Ừ, mất 2 gift hay nè đó. Thể hiện chi mất 2 gift. Nice sự. Hello there. Trời ơi. Gần quả chí mạng thế, đang chơi không có quơi hết mất tím đâu. Led cái gì nó đúng thôi anh em. Ủa anh em không thấy, ông thấy vậy hả? Không thấy đúng hả? Đưa ra ví dụ quá là hợp lý. Ây da, bị nó găng vào kia tự nhiên thua lên, nó cay thế. What you gonna do? 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 Do, do, do. À. Ừ, thì lần phép không, xíu lần phép bắn hết.
chỗ con này. Ồ, pha ấy hả? Ở đây tôi tưởng nó con gấu. Pha này nhìn láo quá. Trời ơi. Oh my god, nịt. Ây da, sao đủ đam chết mình luôn vậy? Gà đâu? Trời. Ủa? Trời, tìm mình di chuyển nhìn kiểu găng gì á. Hay lạ. Kìa đẹp đi mà phải ơi. À, nè nó nát thật chứ. Dạ. Anh em thấy hay cho tôi xin một like và subscribe nha. Cảm ơn em nhiều.